các câu lạc bộ khiêu vũ và dân vũ của tỉnh Hà Nam làm lễ dâng hương các anh hùng liệt sĩ và 10 cô gái Lam Hạ tại đền thờ Lam Hạ. Chương trình lễ dâng hương đền thờ các anh hùng liệt sĩ, 10 cô gái dân quân Lam Hạ và đồng chí Lương Khánh Thiện xin phép được bắt đầu. Ôm nàng xuân đẹp vào tay.
kết chặt tình thân, viên canh lộc những băng khoăn, năm nay chắc gặp tình buồn.
áo như là ngày trước, tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân.
trong ngưng xuân ta vẫy chào, kính chúc muôn nhà gặp nhiều an vui.